Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay bên mình giới thiệu cho các bạn một dòng sản phẩm camera ngụy trang. Đấy, thì dòng này mình giới thiệu cho các bạn là dòng sản phẩm camera ngụy trang đồng hồ treo tường. Đấy, đây, camera ngụy trang đồng hồ nhá. Thì bạn nào quan tâm về cái dòng sản phẩm camera ngụy trang đồng hồ này hoặc là các dòng sản phẩm camera siêu nhỏ này, máy ghi âm này, máy định vị thì có thể là liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại cũng như là kết bạn Zalo 0927960888. Đấy. Các bạn có thể là kết bạn Zalo cho mình hoặc là điện trực tiếp cho mình nhé. Thì ở bên mình sẽ có nhân viên hỗ trợ và tư vấn các bạn. Đấy. Thì ngoài những cái dòng sản phẩm này ra thì bên đơn vị mình vẫn nhận chế tạo camera theo yêu cầu của khách hàng. Đấy. Các bạn muốn chế tạo những cái dòng camera dấu kín thì các bạn chỉ cần là gửi hình ảnh qua Zalo cho mình thì bên mình sẽ làm theo yêu cầu của các bạn nhé. Đấy. Đây, còn cái dòng này mình giới thiệu cho bạn là dòng đồng hồ treo tường. Đấy. Đồng hồ vẫn sử dụng bình thường nhá. Đấy. Mắt cam thì sẽ nằm ở đây. Đấy, mắt cam. Đấy. Đây, và ngoài ra dòng camera đồng hồ này nó sẽ sử dụng được trong vòng 30 tiếng nhá, 30 tới 40 tiếng. Đấy. 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 Đây, đồng hồ cực kỳ đẹp nhá. Đấy. Đấy. Thì ở đây là cái dòng sản phẩm camera ngụy trang đồng hồ. Thì bạn nào mua cái dòng sản phẩm camera đồng hồ này ở bên đơn vị mình đấy, mà muốn sử dụng được thì các bạn chỉ cần là tải cho mình một ứng dụng về thôi. Đấy. Thì cái đồng hồ này nó sẽ sử dụng cái ứng dụng là Loop Cam nhá. Đấy. Các bạn dùng điện thoại Samsung này, Oppo hoặc là iPhone hoặc là iPad thì các bạn chỉ cần là lên cho mình là một là App Store, hai là CH Play. Đấy, tải cho mình cái ứng dụng Loop Cam này về điện thoại. Đấy, đây mình sẽ lôi sang bên này nhá. Đấy, ứng dụng Loop Cam. Đấy. Với cái ứng dụng Loop Cam này nó sẽ hỗ trợ cho tất cả các dòng điện thoại nhá. Đấy, các bạn chỉ cần lên App Store hoặc là CH Play tải về cho mình. Và khi tải về xong thì các bạn chỉ cần là vào phần cài đặt trong máy điện thoại của các bạn nhá. Đấy. Vào cho mình cái mục Wi-Fi ấy. Đây, thì khi các bạn vào cái mục Wi-Fi thì camera nó sẽ phát ra một dòng Wi-Fi có chữ F ở đầu và một dãy số sau nha. Đấy. Thì các bạn chỉ cần ấn vào kết nối cho mình. Thì cái Wi-Fi này nó sẽ không có mạng internet nhá. Đấy, nó sẽ hiện là không có mạng internet thì các bạn cứ cạo nó phát ra cho mình và vào cái ứng dụng các bạn vừa tải về. Đấy, là cái ứng dụng Loop Cam. Đây, mình sẽ vào cái ứng dụng Loop Cam này. Thì khi vào ứng dụng Loop Cam thì các bạn cứ cho phép hết cho mình nhá. Đấy, các bạn cho phép hết cho mình. Và đây thì khi các bạn cho phép hết thì nó sẽ hiện ra một dòng như này là bạn muốn là kết nối wifi xem từ xa hay không. Thì bạn nào muốn kết nối thì bạn ứng ok. Còn đây mình sẽ test cho các bạn cho nên mình sẽ từ chối nhá. Đấy, và khi các bạn từ chối xong thì sẽ hiện ra một dòng là device online này. Các bạn ấn ra cho mình thì nó sẽ hiện là bạn muốn cài đặt mật khẩu hay không. Đấy, bạn nào muốn cài đặt thì các bạn ấn bên này, còn không thì các bạn từ chối mình. Đấy, và khi từ chối xong thì camera nó sẽ đưa các bạn vào cái giao diện chính của cái cam. Đấy, đây. Tắt nó đi nhá. Đấy, đây. Giao diện chính của cam. Đấy, quay một lượt cho các bạn xem này. Đây. Đấy, chất lượng ảnh cực kỳ nét nhá. Đây mình sẽ quay ra ngoài trời cho các bạn xem này. Đấy, đây. Đấy, quay ngoài trời đó cực kỳ nét rồi. Đấy. Đấy, quay trong nhà này. Thì ở đây thì mình mới chỉ là bật chất lượng ảnh thấp nhất thôi, đó chính là 1080. Mình chỉnh nó lên là 4K cho các bạn xem này. Đấy. Camera nó sẽ hỗ trợ chất lượng ảnh là 4K nhá. Đấy, Full HD 4K. Đây. Đấy. Các bạn đẩy một tí nào sẽ tự động lấy hình đây. Đây các bạn đẩy một tí nào sẽ tự động lấy hình này. Đấy, cực kỳ nét nha. Đây mình sẽ để tạm góc nhìn này. Để test cho các bạn xem. Thì với cái chất lượng ảnh của camera đấy, mình đã nói rồi là nó sẽ hỗ trợ cho các bạn là lên tới là 4K. Thì bạn nào muốn chỉnh chất lượng ảnh thì các bạn chỉ cần vào cái góc phải màn hình này cho mình, ấn vào đây. Thì ở đây thì sẽ có 3 chế độ hình ảnh chất lượng chính đấy. Thấp nhất là 1080, cao nhất là 4K và trung bình là 2K. Thì các bạn chỉ cần cứ bật lên 4K cho mình đấy. Đây là cái kim của đồng hồ đấy. Đây. Và camera quay cực kỳ mượt nhá, nó sẽ không bị giật như những cái dòng camera khác. Đấy. Quay cực kỳ mượt, bắt trọn hết nhá. Đấy. Thì với cái dòng sản phẩm camera đồng hồ này nó sẽ hỗ trợ cho bạn là một là xem từ xa này, hai là chế độ quay ban đêm và ba là lưu thẻ.
Đấy, thì các bạn muốn xem được cái chế độ quay ban đêm ấy thì các bạn phải bật lên cho mình nhá. Đấy, cái dòng này thì nó sẽ không hỗ trợ là tự động quay ban đêm, thì các bạn muốn quay ban đêm thì các bạn phải bật lên cho mình. Đây, các bạn muốn bật chế độ quay ban đêm thì các bạn ấn vào cái bên này cho mình, cái hình bóng đèn này cho mình nhá. Đấy, đây bóng đèn quay ban đêm. Thì với cái chế độ quay ban đêm là cái chế độ quay đen trắng. Đấy, chế độ quay đen trắng nha, là cái chế độ quay ban đêm. Còn các bạn muốn chỉnh về cái chế độ bình thường là cái chế độ quay ngày ấy, thì các bạn tắt đi cho mình thì nó sẽ chuyển tự động chuyển về cái chế độ quay màu. Đấy, đây quay màu đây. Đấy, quay ban đêm này. Đấy. Đây thì ngoài cái chế độ quay ban đêm ra thì bên dưới này nó cũng sẽ có những cái tính năng để hỗ trợ các bạn trong quá trình các bạn sử dụng nhá, từ phần âm thanh này, chụp ảnh màn hình này, quay phim màn hình này, như là trái lật phải, những cái độ tương phản như sẽ nằm bên trên này. Thì với cái dòng này thì trong quá trình các bạn sử dụng mà các bạn muốn nghe được những cái tiếng động xung quanh ấy thì các bạn bật chung cái loa lên. Đây các bạn bật chung cái loa lên nhá. Thì khi các bạn bật cái loa lên thì tất cả các cái tiếng động xung quanh các bạn đều có thể là nghe thấy được và nghe cực kỳ rõ. Đấy, thì hiện tại thì mình đang đặt hai thiết bị đó gần nhau ấy cho nên là nó sẽ bị vang lại. Còn trong quá trình các bạn sử dụng thì các bạn chỉ cần để xa ra cho mình tầm một chút thôi là nghe nó sẽ rõ hơn nhá. Đấy, đây cạnh cái này là phần mic này, phần chụp ảnh màn hình này và quay phim màn hình. Đấy, với cái chụp ảnh màn hình này thì đây các bạn muốn chụp một cái bức ảnh chẳng hạn như của iPhone thì các bạn phải ấn vào đây cho mình, ấn vào thiết bị này và ấn vào thêm thì nó sẽ có một chức năng là chụp ảnh màn hình. Đấy, còn ở đây thì các bạn chỉ cần ấn cho mình một cái thôi. Đấy, đây, các bạn chỉ ấn một cái nào sẽ tự động chụp ảnh màn hình. Đấy, các bạn không phải làm gì khác nhá. Cũng như là quay video thì bạn chỉ ấn cho mình một cái thôi thì sẽ hiện ra màu đỏ ở đây. Đấy, và thời gian quay thì sẽ làm ở đây nhá. Đấy, còn khi quay mà các bạn muốn thu được cả hình cả tiếng ấy thì các bạn phải bật cho mình cái loa này lên thì camera nó sẽ thu được cả hình cả tiếng. Đấy, còn khi các bạn sử dụng ấy mà các bạn tắt cái loa đi thì camera nó chỉ thu được hình không thôi, nó không thu được tiếng. Đấy, thì đây là phần quay video này. Còn hai cái chức năng này thì chỉ là lật trái lật phải thôi để tránh cái trường hợp các bạn để ngược khung hình. Đấy, đặt lên và xuống trái và phải. Đấy, thì đấy là cách sử dụng của dòng sản phẩm camera đồng hồ cũng như là chất lượng ảnh thì mình đã test sơ qua cho các bạn rồi. Thì ngoài những cái chức năng đấy ra thì cái dòng này nó còn hỗ trợ các bạn là xem trực tiếp từ xa. Đấy, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn là cách xem trực tiếp từ xa trên điện thoại qua 3G, 4G. Đấy, thì muốn xem được thì các bạn chỉ cần là vào phần cài đặt này cho mình. Đấy, và chọn cho mình vào mục device setting nhá. Đây, chọn mình vào mục device setting này, vào cho mình cái mục wifi setting. Đấy, thì với cái mục wifi setting này thì các bạn chỉ cần là chọn cho mình một cái wifi ở nhà các bạn hoặc là ở cái nơi các bạn đặt thiết bị. Đấy, thì các bạn chọn cho mình vào. Thì với đây thì ví dụ như wifi ở cửa hàng nhà mình nhá, mình ấn vào thì sẽ hiện ra một dòng ghi mật khẩu nhá. Đấy, thì các bạn chỉ cần là ghi mật khẩu ra cho mình thôi và các bạn ấn ok là xong. Đấy, và khi ấn xong thì các bạn chỉ cần là thoát ứng dụng cho mình từ 3 cho đến 5 phút để cho thiết bị nó kết nối với wifi. Đấy, và khi kết nối thành công xong thì các bạn đi bất kỳ đâu. Đấy, điện thoại của các bạn là chỉ cần là có wifi 3G, 4G hoặc là 5G. Đấy, các bạn bật lên và vào ứng dụng Lookcam này là hoàn toàn các bạn có thể là xem trực tiếp rồi. Đấy, không cần phải kết nối wifi của thiết bị nhá. Đấy, đây thì với cái phần wifi setting này là về phần cài đặt xem từ xa này. Thì trên cái phần wifi setting này nó cũng có một cái phần là SD setting. Phần cái thẻ nhớ đây nhá. Phần SD setting này là về phần cài đặt thẻ nhớ. Đấy, thì trong quá trình các bạn sử dụng này mà các bạn muốn lắp đặt thẻ nhớ vào để lưu trữ. Đấy, các bạn không thể nào giám sát được 24/24 thì các bạn lắp cho mình một thẻ nhớ vào và cài đặt một thẻ nhớ thì nó sẽ nằm ở đây. Đấy, thì với cái dòng đầu tiên là cái dòng quay liên tục 24/24. À, trong quá trình các bạn sử dụng mà các bạn muốn quay liên tục 24/24 à, lưu thẻ nhá, từ lúc các bạn bật camera lên tới lúc các bạn tắt đi thì tất cả những cái gì camera quay được thì trực tiếp nó sẽ lưu được vào thẻ. Thì các bạn bật cho mình cái dòng đầu tiên lên. Hoặc là bạn nào muốn tiết kiệm cái lưu lượng thẻ nhớ thì các bạn bật cho mình cái dòng thứ hai lên. Thì với cái dòng thứ hai này là cái dòng khi có chuyển động thì nó mới tự động quay. Thì trong quá trình các bạn sử dụng này mà các bạn đặt im cái đồng hồ này một vị trí mà không có ai di chuyển qua lại thì camera nó sẽ không quay. Đấy, hoặc là thì khi nào mà có người di chuyển qua lại thì camera nó sẽ tự quay và lưu thẻ nhá. Còn thời gian lưu thẻ thì nó sẽ nằm bên dưới này. Với cái thời gian lưu thẻ thì nó sẽ có 4 cái chế độ thời gian lưu thẻ chính. Đấy, thấp nhất là 1 phút và nhiều nhất là 30 phút. Đấy, bạn nào muốn nó là 30 thì bạn chọn mình vào 30 phút nhá. Bạn nào muốn 1 phút thì bạn chọn mình vào 1 phút. Đấy,
Thì đấy là về phần cài đặt xem từ xa trên điện thoại qua 3G và 4G. Đấy, hoặc là cài đặt thẻ nhớ. Đấy, các bạn muốn cài đặt của camera thì bạn vào phần cài đặt này cho mình. Đấy. Còn với cái mục bên dưới này, nó là cái mục photo và mục cloud SD này, là hai cái mục này là hai cái mục xem lại những cái hình ảnh video các bạn quay lại và chụp hình lại, cũng như cái phần lưu thẻ. Đấy. Với cái mục photo này là cái mục những cái hình ảnh và video các bạn quay lại và chụp hình lại, thì nó sẽ làm bên mục photo này nhá. Đấy, tất cả những gì các bạn quay lại và chụp hình lại các bạn đều có thể là vào cái mục photo này. Đấy, tua lên tua xuống đều được nhá. Đấy, hình ảnh đây các bạn phóng to và thu nhỏ đều được. Đấy, mục photo là cái mục những cái hình ảnh và video các bạn quay lại. Đấy, các bạn muốn xem lại thì các bạn ấn vào đây. Còn cái mục cloud SD này là cái mục của thẻ nhớ nhá. Thì trong quá trình các bạn sử dụng này, các bạn muốn xem lại những cái dữ liệu của thẻ nhớ thì các bạn hoàn toàn là không cần phải rút thẻ nhớ ra. Đấy, các bạn chỉ cần là vào cho mình cái mục cloud SD này. Đấy, và chọn cho mình sang mục phần SD file. Đấy, sang mục SD file cho mình nhá. Đấy, thì tất cả những cái dữ liệu khi các bạn sử dụng thì nó sẽ nằm hết ở bên mục SD file này. Các bạn xem và các bạn chỉ cần ấn vào thôi là các bạn có thể là xem được, hoặc là các bạn có thể là tải về được nhá. Đấy, sử dụng cực kỳ dễ. Thì đấy là về cách sử dụng cũng như là chất lượng ảnh của cái dòng sản phẩm camera ngụy trang đồng hồ treo tường này, thì mình đã test sơ qua cho các bạn rồi. Thì bạn nào muốn biết thêm chi tiết với cái dòng sản phẩm này thì các bạn liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại cũng như là kết bạn Zalo 0927960888. Đấy, thì các bạn có thể là điện trực tiếp cho mình hoặc là kết bạn Zalo. Thì bạn nào chưa tham được khảo được mẫu thì các bạn cứ liên hệ qua Zalo cho mình, hoặc là gửi những cái mẫu các bạn muốn chế qua Zalo cho mình thì các bạn liên hệ qua Zalo cho mình nhá. Đấy, thì ngoài ra khi các bạn mua cái dòng sản phẩm camera ngụy trang đồng hồ này ở bên đơn vị nhà mình thì các bạn đều được tặng kèm một thẻ nhớ 256GB. Đấy, tặng kèm cho các bạn một thẻ nhớ nhá khi các bạn mua tất cả các dòng sản phẩm ở bên đơn vị nhà mình, và một phiếu bảo hành ở tại bên đơn vị nhà mình. Đấy, với phiếu bảo hành này thì tất cả các dòng sản phẩm từ loại rẻ tiền này cho tới là đắt tiền, đấy, các bạn chỉ cần là sử dụng mà xảy ra bất kỳ lỗi gì từ nhà sản xuất, hoặc là đấy, đây trong vòng 1 năm nhá, hoặc là các bạn muốn mang đi bảo hành lại, đấy, thì các bạn chỉ cần là kèm cho mình cái phiếu bảo hành này đi thì bên đơn vị nhà mình hoàn toàn là đổi mới sản phẩm cho các bạn. Đấy, thì bạn nào gần thì cũng có thể là đến trực tiếp cơ sở của mình để mua hàng và kiểm tra hàng nhá. Thì địa chỉ và cơ sở của mình hiện tại là có 3 cơ sở, một là ở Bắc Ninh này, Hà Nội và Sài Gòn. Thì bạn nào ở gần thì có thể là kéo xuống phần mô tả để quan tâm hơn. Đấy, hoặc là các bạn ở xa hoặc là không có nhu cầu di chuyển qua lại thì các bạn chỉ cần là gửi cho mình số điện thoại cũng như là địa chỉ nhận hàng qua Zalo cho mình, thì bên mình sẽ cho nhân viên giao hàng hoặc là shipper gửi đường bưu cục cho các bạn. Đấy, còn video này mình xin tạm dừng ở đây nhá, và xin chào tất cả các bạn. Đấy, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.